Trong tâm ông rất tốt, nổi tiếng cả đại lục bởi sự công chính và liên minh sức mạnh nó trọi kèm theo thiết diện vô tư là Naruto. Tiên sư tất cả linh hồn đến với của âm đều được chính tay ông phán xét, con mình luôn đứng hàng đầu xuất thân, cầu quý có tội cũng đáng chết. Một trong ba phán quan quyết định của cõi âm ông đứng nhất, và mọi linh hồn nào đi vào đây phải đứng trước sảnh chân lý nhận phán quyết. Những người vô tội sẽ được đưa đi đến thiên đường, cho họ một cuộc sống thoải mái hạnh phúc mà nhiều người thèm muốn, không phân biệt ai có địa vị xã hội hay có liên hệ gì với ông. Vì sự trừng phạt nằm trên quy tắc có tội hay là không trong cuộc sống. Một lần hy nạp hạn hán cho siêu nổi kinh thịnh nộ kéo dài, người dân tìm sự giúp đỡ hy vọng phán quyết công minh. Hồi này muốn tìm đến nào rút ông các lời nói và mưa lại rơi, kẻ địch nào là đối thủ với ông, kể cả sinh vật của trong âm giới. Sau khi giới vi tạo nên cầu nói cho âm đến với thế giới, nào rút gia nhập vào lực lượng sao đọa nhưng ông không hề thay đổi. Ngờ với sự tàn nhẫn đẫm máu của lực lượng toàn kẻ hung ác, phòng ngôn vương lên như nó chỉ huy chiến đấu vì lý tưởng khác. Thế giới cõi âm ta là phán quan nhưng thế giới khác là một B-boy. Công nghệ đam mê và máu ta còn thích đáp của đồng đội đi muôn nơi. Mặt nạ ta mang mọi kiếp xa mọi tội đồ, người phán quyết của ta không tha một ai hại gục ác nhân đường phố. Áo khoác có màu xanh chuối màu ta sẽ rắc những cơn thịnh nộ. Gặp phải ta phải cố mà thủ đừng có sơ hở mất mạng, như chơi vũ khí trang bị tiên tiến đậm chất công nghệ trong gươm là đứt khơi. Như đối với chiến trường không thể cho phép lý trí của ông mềm lòng, ngồi đại tiên ký sức mạnh cùng kiếp và cả lời đồn hướng về ông. Bước đến liền quân kẻ nào thích thì ông nhất, phải phong ai nghiêm nội tại bốn độ nên thường giúp hết tung kẻ địch. Skill tung trúng đích nhận thêm 50% tốc đánh ngay lập tức. Bộ thẩm đoàn xông về phía trước hát văn mục tiêu trong thoáng chốc, kỹ năng dùng đến hai lần trong vòng 5 giây rồi cái thù phải phát khóc. Quân cơ các gối biến về phía sau khiến đồn đánh thường trở thành đòn quét, từ quái rừng cho đến dọn đường theo phần cơ động của ông là bad. Chiêu cuối cùng là gươm mình biết ông vung gươm lên hạ sát kẻ thù, sát thương liên tục dùng lên mục tiêu đồn cuối hất tung đẳng cấp của một sát thủ. Khi Naruto ra trang phục mới đậm chất đường phố B-boy công nghệ, nỗi kiếp sợ của vị sát thủ đến từ rừng già đúng là không tệ. Kẻ điên loạn quẩy tung thành phố và mang trong mình rất nhiều trang bị, hiệu ứng đẹp mắt, kỹ năng biến ảo, còn chờ gì nữa mau vào xếp hạng đi. Vị trí yêu thích thì có lẽ là đi rừng, mang theo nỗi lòng trừng trị và giết những kẻ có tội không ngừng. Phẩm chất sát thủ có sẵn trong máu vượt qua địa hình với độ cơ động, gặp phải Naruto tốt nhất bạn phải canh chừng hang rộng và kinh công. Nếu người muốn sống thì hãy sống tốt, nhưng nếu có tội ông sẽ không tha. Vì trên người vượt qua chết chóc phá xé đường phố cho đến rừng già, rút quân đoàn địa ngục và phải kể đến B-boy công nghệ. Thắng bại là tại kỹ năng đối đầu, Naruto muốn thắng cũng không dễ. Để bắt tập lại tiên nữ công nghệ có phải nàng cũng sẽ thích với ta? Trang bị thuộc thế hệ mới, vũ khí ảo diệu trước nàng ta đã gục ngã. Sẽ quyết tâm trở nên mạnh nhất ở trong bờ cõi đường phố liên quân, và áo khoác xanh cùng ta chinh chiến với bắt tập lại tỏa sức tung hoành. To what only makes us hurt. We cannot think
say sorry. Oh, maybe I'll leave. Maybe, but you know I never will. No. So I choke you down just like a attack the enemy. Silent drum that is kicking me.